Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Bây giờ là buổi chiều ngày 4 tháng 4 năm 2020. Hình ảnh này là hình ảnh của chiều ngày hôm qua, lúc mà cái nụ của cây năm cánh trắng huyền thoại nó mới hé và gợi được sự tò mò của rất nhiều người, rất nhiều các khách hàng của kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm gọi đến để hỏi Kỳ. Nhưng mà hiện tại thì Nguyễn chưa có báo trong ngày hôm qua, tại vì Nguyễn chờ ngày hôm nay cây nó nở. Và ngày hôm nay là Nguyễn sẽ quay rõ nhất trong những lần mà cây năm cánh trắng huyền thoại nở nha các anh chị. Cây này thì hiện tại từ năm ngoái đến năm nay á, là nó đã nở nhiều lần, ít nhất là 4 lần. Ngoài ra có những lần nó nở mà Nguyễn cũng chẳng quay cho mọi người xem. Thì lần này là Nguyễn quay rõ nhất để cho mọi người xem thật là kỹ. Đây là quay trên vườn với cái ánh sáng là nó tối, nó không có ánh sáng mặt trời chiếu vào nha các anh chị. Thì cây năm cánh trắng huyền thoại là một cái cây năm cánh trắng tuyệt đối, đã nở rất nhiều lần và cánh của nó không một chút ám nha các anh chị nha. Đó, đây mình quay rõ phần cánh cho mọi người xem, không có một chút ám nào cả, nó là trắng tuyệt đối tại vì nó đã nở nhiều lần và được kiểm nghiệm rồi. Cây năm cánh trắng huyền thoại thì các anh chị theo dõi kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm thì cũng biết cây này là Nguyễn đặt tên. Và cây này thì đồng sở hữu với lại kênh Lan Rừng Đất Quảng đó. Mẫn, em Mẫn cũng có cây này. Là hai anh em đều có cây năm cánh trắng huyền thoại. Và ngày hôm nay cây này nó nở và Nguyễn sẽ quay, cố gắng quay thật rõ, rõ nét nhất cho mọi người xem. Đây là một dòng bệt năm cánh trắng và mũi trắng. Các anh chị xem rõ cái phần lưỡi Nguyễn quay cho các anh chị ha. Sở dĩ các anh chị thấy có những cái vệt đậm, màu đậm đen và có những vòng, những cái quần đỏ là vì cái lưỡi của nó khi nó lõm sâu vào, mình xem ở dưới cái chế độ ảnh 2D 2 chiều đó thì nó sẽ tạo ra những cái vệt đen, nhưng mà thực chất nó là màu đỏ nhung của cây, của những cây bệt. Và các anh chị thấy cái đầu lưỡi của nó là nó tím chứ không phải trắng nha các anh chị nha. Nó khác với lại những cái cây mà nó bệt chưa hết lưỡi. Cây này thì cũng là thuộc một cái dạng bệt chưa hết lưỡi, nhưng mà cây này là một cái dạng bệt 90%. Cái phần đầu lưỡi của nó là nó vẫn tím nhưng mà nó không đậm bằng cái phần hai cái mắt tràn viền của nó. Nó khi quay ở góc độ này các anh chị thấy cái mũi của nó rất trắng nha, tại vì còn về phía đây á là cái mắt của nó tràn viền. Đối với kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm, khi quay một mặt hoa là Nguyễn sẽ quay rất rõ nét từng cái góc cạnh cũng như là từng chi tiết một để cho mọi người xem và đánh giá được thực tế, chứ không có quay cho mọi người xem cái kiểu mà là cái kiểu lừa tình là Nguyễn không có làm, quay thật rõ. Bây giờ mình sẽ cho nó ra nắng để các anh chị và các bạn xem cái độ rực rỡ của nó dưới nắng nha. Đây, các anh chị thấy đây là hoa năm cánh trắng huyền thoại được đặt dưới nắng. Dưới nắng thì khi ánh nắng nó chiếu vào á thì nó sẽ có những cái phản chiếu màu sắc từ những cái khu vực khác, nó ảnh hưởng đến cái màu sắc của cái cánh, cho nên chúng ta nhìn nó sẽ không trắng hơn anh chị. Còn khi trên vườn các anh chị nhìn thấy là nó đã trắng rồi. Còn cái mũi khi mà nhìn trực diện như thế này nó sẽ bị ánh màu đỏ của cái lưỡi xung quanh á, nó làm cho cái mũi nó không trắng, nhưng thực tế là nó trắng. Các anh chị thấy cái màu mũi của nó hơi hồng hồng, nhưng mà thực tế nó trắng do nó bị ám màu sắc nha các anh chị nha. Tức là bị những cái phản chiếu từ cái màu đỏ của lưỡi nó quá đỏ đi. Đây, và ngay bây giờ mình sẽ zoom sâu vào cái phần đầu lưỡi. Thường thì mình quay là mình sẽ quay vào những cái khuyết điểm của nó để cho mọi người nhìn. Các anh chị thấy cái đầu lưỡi nó có trắng không? Nhìn kỹ nha. Nó vẫn là tím nhưng mà nó không tím đậm bằng so với lại hai cái mắt nhung của nó thôi. Chứ nó không phải là nó trắng cái đầu lưỡi giống như những cái cây khác, ví dụ như cây lâm thồn là cây trắng đầu lưỡi, hoặc là những cái cây khác Nguyễn cũng không tiện nói tên ra ở đây. Thì ở đây Nguyễn chỉ quay rõ cây năm cánh trắng huyền thoại, thì mọi người có thể là cho cái đánh giá ở dưới phần bình luận. Còn đối với bản thân Nguyễn thì cây năm cánh trắng huyền thoại nó là con, đứa con của mình, thì dù nó có đẹp có xấu thì nó vẫn là con của mình thôi, và Nguyễn cũng không so sánh nó với lại một cái cây khác. Thông thường á thì đối với những cái dòng năm cánh trắng và bệt và mũi trắng như thế này thì người ta sẽ lấy cái cây lâm sung ra để mà so sánh, tại vì cây lâm sung á là cái cây nó có từ trước, cho nên những cây nào có trước thì người ta lấy ra người ta so sánh thôi. Còn bản thân Nguyễn thì không so sánh.
Còn cái giá của cây lâm sung, một cây lâm sung hiện tại bây giờ thì nó khoảng tầm 100 triệu. Nhưng mà Nguyễn thì chỉ nói và làm việc trên cái cây huyền thoại là đứa con của mình thôi. Nguyễn không muốn cái giá của cây của mình nó ở cái tầm đó. Cái tầm đó thì mọi người chỉ xem thôi chứ không thể mua. Còn đối với Nguyễn, cây này là cây của mình làm. Và mình cũng phải tạo cho nó có một cái giá trị, một cái chỗ đứng vừa phải ở trên thị trường. Chứ không thể bán quá rẻ và cũng không bán quá mắc để cho mọi người không thể sưu tầm được. Các anh chị nha. Thì đây là những cái góc rất đẹp và rõ nét nhất mà Nguyễn quay cho mọi người xem về cây năm cánh trắng huyền thoại mà đứa con cưng của Nguyễn. Nó là một cây năm cánh trắng tuyệt đối, bệt và mũi trắng. Nguyễn sẽ không đánh giá, tại vì đây là đứa con của mình. Con mình thì mình không thể khen được. Nguyễn sẽ nhường cái phần đánh giá để cho các anh chị và các bạn chúng ta đánh giá ở phần bình luận của kênh YouTube Lan Rừng Nguyễn Lâm, các anh chị nha. Và sau đây thì nó cũng có một số cái kỳ, và Nguyễn cũng sẽ bán. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt Nguyễn bán cây năm cánh trắng huyền thoại. Nguyễn sẽ đưa nó lên trên vườn. Và các anh chị thấy, khi lên trên vườn á, thì ánh sáng của nó không có gắt á, thì năm cánh của nó là trắng. Còn ở dưới nắng thì nhiều khi nó bị phản những cái màu sắc từ những cái nơi khác đến á, nên là cái cánh của nó thì nhìn nó hơi vàng vàng. Cái đó là dưới ánh nắng là nó bình thường. Còn ở dưới ánh sáng như thế này, các anh chị thấy là năm cánh trắng tuyệt đối luôn, không có một chút ám nha các anh chị nha. Cây lâm sung thì nó, em nghe người ta nói là nó bị ám đó. Hiện tại thì cây lâm sung Nguyễn cũng có trong vườn, nhưng mà nó chưa nở hoa. Mình cũng chờ nó nở hoa để mình quay cho mọi người xem. Còn đây là những cái kỳ, có những kỳ lớn và có những kỳ nhỏ, thì giá trị của nó sẽ khác nhau đó. Có những kỳ thì nó đã ra rễ rồi đó. Những kỳ lớn là đã ra rễ, những kỳ nhỏ thì nó mới bắt đầu nhú rễ thôi. Kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm thì hàng ngày vẫn có nhiều các anh chị và các bạn đăng ký mới á. Thì khi các anh chị xem mà thấy cái chữ Lan Rừng Nguyễn Lâm mà Nguyễn để ở ngay chính giữa màn hình, là mục đích là để nhằm mà tránh tình trạng những người có ý định khác á, họ chụp lại cái màn hình của mình. Vậy thôi, chứ không có gì. Nhưng mặc dù nó coi nó hơi rối mắt một tí, nhưng mà cũng mong các anh chị và các bạn thông cảm. Đó, có những cái kỳ lớn và những cái kỳ nhỏ ha. Cây này là một cái cây thân của nó xanh sạch luôn nha các anh chị nha. Xanh sạch tuyệt đối luôn, không có một chút tím hay là ngấn gì hết trơn á. Và màu xanh của nó là màu xanh lá mạ đó. Đây là những cái kỳ nhỏ nè, thì có những kỳ nó bắt đầu nhú rễ, có những kỳ chưa. Đó, năm cánh trắng, bệt và mũi trắng. Còn mọi người đừng có so sánh cây năm cánh trắng huyền thoại của Nguyễn với những cây khác ha. Nguyễn không thích như vậy. Còn bây giờ là cái cây năm cánh trắng huyền thoại số 1. Cây này thì nó được 6,5 cm. Cây lớn, lực lưỡng, ngọn đang rất là mạnh. Và giá của nó là 20 triệu. Nó có được hai cọng rễ dài được khoảng hơn 1 cm nha các anh chị nha. Đó là cái cây ở bên trái. Thì cây này anh chị nào mua Nguyễn có thể lách ra và gửi đi luôn. Còn anh chị nào mua mà muốn Nguyễn chầm lại cho 1 tháng ổn định cây thì mình sẽ chăm đúng 1 tháng mình gửi cây. Cây thì đương nhiên là lách ra khỏi thân mẹ rồi. Còn đây là cây năm cánh trắng huyền thoại số 2. Cây này nó được 4,5 cm. Giá là 18 triệu. Và cây này thì nó mới bắt đầu nhú hai cọng rễ. Thì anh chị nào mua thì mình sẽ để khoảng khi nào mà rễ nó ra được khoảng hơn 1 cm á, là lúc đó mình sẽ lách cho vào chậu và trồng lại. Ở đây có hai cái cây này cũng rất là lớn.
Kỳ 5 cánh trắng huyền thoại số 3. Kỳ này thì nó được 6,5 sen và cũng có giá là 20 triệu. Cây rất là khỏe lực và đã có rễ. Cây này thì có một cọng rễ dài và hai cái rễ nhỏ đang nhú đó. Đó, anh chị nào mua muốn Nguyễn chăm lại cho một tháng cho nó cứng rễ thì Nguyễn sẽ chăm lại cho một tháng. Tại vì ngay bây giờ nhiều khi chuyển cây cho các anh chị vấn đề vận chuyển nó cũng hơi khó, tại vì nó đang ở trong mùa Covid. Còn đây là cái cây lực lưỡng nhất nè. Cây 5 cánh trắng huyền thoại số 4, cây này thì anh chị nào mua thì giá là 30 triệu, còn không thì Nguyễn sẽ để cây này làm giống, tại vì cây này nó rất là lực lưỡng ha. Kích thước của nó thì được 8,5 cm. Cây này rất là lực lưỡng và rễ của nó thì đã có rễ rồi đó, như trên hình các anh chị xem, hai cọng rễ. Cây này nó rất là to, ngọn còn đang mở lắm. Về cái giá của cái dòng cây 5 cánh trắng bệt và mũi trắng như thế này thì anh chị nào thường xuyên xem những cái kênh bán hàng va thì anh chị cũng biết cái giá trị của nó nằm ở tầm nào nha các anh chị ha. Có những cây người ta bán tầm 50 triệu một cây, 100 triệu một cây, nhưng mà cây này là của Nguyễn làm, tự mình làm, cho nên là về giá thì là do Nguyễn quyết định thôi, và Nguyễn quyết định giá nó nằm ở tầm đó. Thì ở đây Nguyễn còn ba cái cây nhỏ đồng giá là 15 triệu. Nhưng mà Nguyễn cũng đánh số để cho mọi người lựa chọn ha. Trong ba cái cây đồng giá này thì sẽ có một cây này nó khỏe hơn nè. Cây số 5, cây 5 cánh trắng huyền thoại số 5 giá 15 triệu. Như cây này á, thì khoảng tầm hơn một tuần nữa mình sẽ lách ra. Cây 5 cánh trắng huyền thoại số 6 cũng giá 15 triệu. Và cây 5 cánh trắng huyền thoại số 7 cũng giá là 15 triệu ha. Những cái cây này thì khi nào có rễ mình sẽ lách ra, và khi lách thì mình sẽ làm một cái video để cho nhân viên của mình gửi cho các anh chị. Còn ở đây, cây 5 cánh trắng củ chi ngày hôm nay nó đã bung. Cây này là một cây rất đẹp à. Rất là nhiều các anh chị thích cái cây này, nhưng mà hiện tại mình rất tiếc là mình không có cây nhỏ. Cây nhỏ là cây nằm tầm dưới 10 cm á, thì phải chờ khoảng 1 tháng nữa đi các anh chị. Tại vì mình đang có khoảng tầm vài chục cây á, nó đang nhú mầm, nó được 1-2 cm vậy đó thôi. Những cái cây đó thì nó mới mở mắt thôi, chắc khoảng tầm 1 tháng nữa. Mình trước hết là Nguyễn sẽ quay ở trên vườn cho các anh chị xem cái màu sắc như thế nào. Cây này thì Nguyễn rất thích cái mũi của nó, cái màu rất là đẹp. Mắt của nó thì cũng khỏi chê rồi, 5 cánh trắng, không có một chút ám mờ nào cả. Đây là cây mắt của nó, Nguyễn quay rõ. Các anh chị thấy chỉ có kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm mới quay những cái cây thực sự rõ nét cho mọi người xem từng chi tiết một, từ cái mũi, từ cái mắt, cho đến cái cánh, cho đến cái môi, cho đến cái lưỡi, cho đến cái họng, cho đến cái thùy. Mình quay rất rõ cho mọi người xem để mọi người có thể không mua. Có những người chỉ xem kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm chỉ để xem những cái mặt hoa và để phân biệt những cái mặt hoa này và những mặt hoa khác và để biết thôi. Thì điều đó là Nguyễn cũng đã đủ vui rồi, chứ không nhất thiết là các anh chị phải mua những cái cây từ kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm. Và bây giờ mình cho nó ra nắng đây. Thì ở dưới nắng màu sắc của nó sẽ khác hơn, nó sẽ lung linh hơn. Và ngoài cái việc bán hàng ra thì việc giới thiệu mặt hoa đến cho các anh chị và các bạn là những cái người xem kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm, thì điều đó là điều Nguyễn cũng mong muốn được giới thiệu tất cả những cái mặt hoa trong vườn mình có đến cho mọi người xem, để chúng ta cập nhật tình hình những cái hoa thực tế nó như thế nào. Còn những cái hình chụp trên điện thoại thì nhiều khi nó không có thể nào mà nó rõ nét được. Đây ở dưới nắng các anh chị thấy cái mắt của nó như vậy, và cái mũi của nó rất là dễ thương. Cây 5 cánh trắng của chi là một cây rất là đáng chơi, và giá của nó thì cũng vừa tầm để mọi người sưu tầm, nó không có quá mắc đâu. Nhưng mà hiện tại ngày hôm nay thì Nguyễn sẽ xuất bán hai cái cây, là cây nó là cây lớn, thành ra giá trị của nó sẽ cao. Giá cây 5 cánh trắng của chi hiện tại á, thì nó nằm ở tầm từ 1 triệu 2 cho đến 1 triệu rưỡi tùy theo chất lượng cây ha. 1 triệu 2 cho đến 1 triệu rưỡi 1 cm nha các anh chị nha. Tùy theo chất lượng cây và cũng như là tùy theo cái cây lớn hay là cây nhỏ.
Thì ở đây, cây này là cây ngày hôm qua Nguyễn còn lại, còn cái cây 16 sen thì Nguyễn đã bán rồi. Cây này thì là cây 15 sen. Hôm nay thì hai cây nó đồng giá và đồng kích thước. Giá là 18 triệu. Kích thước là 15 sen, có nghĩa là 1 triệu 2 cho 1 cm. Đối với cái cây chất lượng như thế này, cây nó chưa có mập, nó chưa có tích năng lượng, cây còn đang đi ngọn. Kỳ năm cánh trắng Củ Chi số 2 thì cũng kích thước là 15 sen. Giá là 18 triệu luôn. Đó là hai cây năm cánh trắng Củ Chi cỡ lớn. Nguyễn thì hôm nay nói chung là cây trong vườn mình làm thì không có phải là lúc nào mình cũng có được những cái cây mình vừa ý để bán cho khách hàng. Nó bây giờ chỉ còn cây lớn thôi, cây nhỏ thì phải chờ. Ở đây Nguyễn có hai cây hồng sấm hay còn gọi là hồng thiên lôi. Thì có một cây một khách hàng đã đặt giá 15 triệu thì cái cây này đó Nguyễn quay và Nguyễn đo kích thước cho anh xem. Anh đã chuyển khoản thì cái cây này Nguyễn sẽ giữ lại cho anh, khi nào mà chuyển được thì anh yêu cầu chuyển thì Nguyễn sẽ chuyển cây cho anh. Còn ở đây Nguyễn hiện tại Nguyễn còn một cây kia hồng thiên lôi, giá là 15 triệu. Kích thước của nó được hơn 6 cm, 6,5 cm. Giá là 15 triệu, có nghĩa là chưa tới 3 triệu cho 1 cm nha anh chị nha. Thì đây, đây là mặt hoa hồng thiên lôi hay còn gọi là hồng hồng sấm hay hồng trời đánh. Thì cái cây này hiện tại mình chưa làm được cái hoa mà nó nằm ở trên cái cây mẹ. Tại vì là nói chung mà làm hoa không phải lúc nào mình cũng làm được các anh chị. Có những năm nó chỉ ra kỳ thôi, có những năm thì nó ra hoa. Thì cái cây này nó ra hoa trên cái đầu kỳ. Thì trong năm nay mình cũng có những cái cây lớn thì hiện tại đang mùa hoa. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm một cái hoa nó đẹp hơn như thế này. Đối với cây hồng thiên lôi hay còn gọi là hồng sấm hồng trời đánh là cái mặt hoa này á, thì nó không thể so với lại cái cây hồng hòa bình cách đây khoảng 2 tuần 3 tuần gì đó. Mình coi cho mọi người xem, cây đó thì nó đẳng cấp hơn nhiều. Cây này thì cái mắt của nó dạng xước xước chứ nó không phải dạng mắt nhung như là cái cây hồng hòa bình, nhưng cũng là một trong những cây hồng đẳng cấp nha các anh chị nha. Mặt hoa hồng thiên lôi rất là đẹp. Cây này hồng thiên lôi, thiên lôi có nghĩa là cái người chủ của nó ở phố Thiên Lôi ở Hà Nội đó, đặt tên của nó theo cái con phố người ta ở thì gọi là hồng thiên lôi. Từ thiên lôi thì nó liên quan đến sấm sét gì đó, thì về đến những địa phương khác người ta thích, người ta gọi trại đi nó là hồng trời đánh hay là hồng sấm. Cái tên của nó là tên là cây hồng thiên lôi nha các anh chị ha. Rồi còn nói về cây K5 cánh trắng Hà Tĩnh thì rất hot. Kênh Lan Trùng Nguyễn Lâm không có đủ cây để mà cung cấp cho các anh chị. Mọi người hỏi rất nhiều, thì cây này là mới vào chậu được khoảng 1 tuần nha các anh chị nha. Kích thước của nó là khoảng 8,5 cm. Và cây này giá là 10 triệu. Sở dĩ cây năm cánh trắng Hà Tĩnh của bên Nguyễn bán được rất là nhiều người ưa chuộng, tại vì cây này đã nở 2 lần trong năm vừa rồi cũng như là năm nay. Nói chung là trong những tháng gần đây thì đã nở 2 lần và hoa cực kỳ chuẩn và cực kỳ đẹp. Và cây thì tụi mình làm trong vườn cho nên là mọi người rất yên tâm để mua, mặc dù có thể là cao hơn so với thị trường ở bên ngoài, nhưng mà cây Nguyễn làm là rất là chuẩn và cũng không có đủ số lượng để cung cấp cho các anh chị. Đây là cây mặt hoa năm cánh trắng Hà Tĩnh. Mình xin giới thiệu lại cho những anh chị em nào mới đăng ký kênh Lan Trùng Nguyễn Lâm, chưa có thường xuyên xem kênh á, thì để biết mặt hoa năm cánh trắng Hà Tĩnh đã nở ở kênh Lan Trần Nguyễn Lâm nó như thế nào. Còn những anh chị nào mà thường xuyên xem thì mình biết là mặt hoa này không xa lạ gì với các anh chị nữa. Cây năm cánh trắng Hà Tĩnh là một cái cây nó rất là khỏe mạnh, nó thân thủ của nó rất là to và rất là dễ chăm sóc, tại nó là một cái dòng cây thân to. Năm cánh của nó thì trắng tinh tuyệt đối luôn, học sạch thì sạch, hai mắt rất là rõ ràng, hai mắt nhung các anh chị nha, lưỡi tròn rất đẹp. Nói chung thì năm cánh trắng, anh chị nào mà nhìn lơ mơ thì thấy cây nào nó cũng giống như cây nào, nhưng mà ai mà đã ghiền rồi á thì nhìn thấy nó rất là khác nhau nhiều lắm. Đây các anh chị thấy cái đường thùy chữa của nó nha, cực kỳ sạch. Cái cây mà anh chị mua từ kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm là mặt hoa như thế này. Còn có thể ở đâu đó họ bán rẻ hơn thì các anh chị có thể mua, nhưng mà phải xem lại nguồn gốc rồi hoa nó như thế nào các anh chị nha. Tại vì cây năm cánh trắng Hà Tĩnh không phải ở đâu cũng có được cái mặt hoa như cái cây của kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm như thế này đâu.
rất đẹp luôn. Và giá của nó thì theo Mến nghĩ, anh chị nào chơi hàng va với cái số tiền này thì cũng vừa phải để cho mọi người sưu tầm được, chứ nó không đến nỗi nào. Mình nói ví dụ như cây năm cánh trắng HO đi, mà nằm ở tầm 8 sen thì 1 triệu rưỡi 1 sen thì nó tương đương với lại 12 triệu. Cây này thì với, so với cây năm cánh trắng HO thì Nguyễn thích cây này hơn. Rồi lại nói về cây mỹ nhân. Cây này thì hồi chiều tối hôm qua Nguyễn đăng, rất nhiều anh chị hỏi, có những khách hàng quen hỏi, cũng có những khách hàng lạ hỏi và trả giá. Đây cái cây trên đầu ngọn này Nguyễn đã bán rồi nha các anh chị nha. Thì Nguyễn chỉ còn cái cây ở dưới thôi. Và Nguyễn bán cái cây này với giá là 25 triệu. Thì nhiều anh chị trả với Nguyễn với giá là 20 triệu, 22 triệu. Thực tế với giá đó là Nguyễn bán. Nhưng Nguyễn quyết định không có bán. Tại vì sao? Tại vì cách đây vài hôm Nguyễn đã bán những cái cây này cho những anh chị khác cũng kích thước như vậy, bán với giá 25 triệu. Thì không có lý do gì mà mình bán với cái giá thấp hơn để ảnh hưởng uy tín của mình đối với những anh chị mua trước. Còn cái việc cây mình làm ra thì thực sự Nguyễn bán bao nhiêu cũng được cả, thậm chí là bán 10 triệu cũng được, chẳng sao cả. Nhưng làm như vậy Nguyễn không làm được, tại vì nó còn uy tín của mình đối với những anh chị đã từng mua từ trước nữa. Thì hiện tại Nguyễn vẫn còn một cái cây ở giữa đó, giá là 25 triệu, anh chị nào thích thì Nguyễn sẽ chăm cho các anh chị thêm 2 tháng nữa nha. Video bán hàng ngày hôm nay thì nói như vậy thôi. Nguyễn rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video đặc biệt trong ngày hôm nay. Em xin chào, tạm biệt và lại hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong phiên bán hàng vào ngày mai.